Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nha. Thì hôm nay á thì thầy em sẽ làm clip để mà chia sẻ cái cách học để mà học tốt được cái bộ môn sinh học các em nha. Tại vì bộ môn sinh học từ lớp 6 cho tới lớp 12 á thì cô vợ của thầy Võ Thị Tuyết Hoa, giáo viên dạy rất là giỏi nha. Môn sinh học sẽ đảm nhận. Thực sự là không phải là tự thầy khen vợ mình đâu, nhưng thực sự là năng lực của cô ấy là rất rất là tốt và được nhiều người rất rất là nhiều người công nhận nha. Có rất có năng lực, đặc biệt là cái bộ môn sinh này thì cô đã bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đó em, cấp tỉnh, cấp thành phố nha. Như vậy thì em biết rằng ở trong cái chương trình 6, 7, 8, 9, kiến thức môn sinh học khá là rời rồi, nhưng mà nó sẽ dựa vào cái nền tảng của nhau nha. Ví dụ lớp 6 thì chúng ta sẽ được học là gì? Về thực vật. Nghĩa là 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ học như vậy thôi các em, nhưng mà nó sẽ chuyên sâu hơn. 7 là học về động vật, 8 là học về con người, đúng không? Lớp 9 là chúng ta học về di truyền, biến dị, hệ sinh thái, đúng không nào? Sinh thái nghĩa là cái mặt kiến thức của nó cũng khá là rời rời nhau. Ví dụ động thực vật với động vật con người, thì có ví dụ trong động vật thì ở cái phần gì, phần lớp thú, lớp cá vú. Em nói lớp cá vú thì có vẻ nói hơi tục tiểu, có vẻ hơi này nọ, nhưng mà thực sự là như vậy. Thì con người của chúng ta cũng nằm ở trong cái lớp thú này, đúng không? Tại vì chúng ta được học ở trong chương trình sinh học 7 thì chúng ta biết được lớp thú thì nó được chia thành rất là nhiều bộ. Ví dụ như là bộ gặm nhấm, bộ ăn sâu bọ, bộ linh trưởng. Thì trong trong cái lớp thú này nó có bộ linh trưởng, ví dụ con khỉ, con vườn, con tinh tinh, khỉ hình người, vân vân. Và trong đó chắc chắn con người người ta sẽ tiến hóa từ từ lớp thú, và đặc biệt đó chính là cái bộ gần nhất, đó chính là bộ linh trưởng, đúng chưa nào? Thì các em biết rằng sinh học là một cái khoa học, nó là một trong những bộ môn khoa học tự nhiên. Nói dễ thì cũng không dễ, mà khó thì cũng không khó. Tại vì sao thầy nói như vậy? Ở trong cái chương trình lớp 6, lớp 7, lớp 8 cũng như là 11, 10 và 11 thì gần như là lý thuyết em, lý thuyết rất nhiều, nghĩa là chúng ta cần phải giải thích được các cái sự vật, hiện tượng thể hiện cái mức độ tiến hóa của nó từ thấp cho tới cao, em hiểu không? Nhưng mà ở trong chương trình lớp 9 cũng như là lớp 12, thầy nói với em bài tập rất nhiều, bài tập rất 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 nhiều luôn, bài tập rất nhiều và rất khó. Nhớ nha, bài tập rất nhiều mà rất khó. Nếu như em nào hiện tại đang lên lớp 9 thì chúng ta nhanh tay đăng ký thầy cái chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học do cô quay. Còn lên chương trình lớp 12 thì năm nay cô mới quay em. Năm 2021 này thì cô bắt đầu quay chương trình sinh 12 thì chưa có khóa học để các bạn lớp 12 đăng ký được. Chỉ có chương trình lớp 9, bài tập rất nhiều em và rất khó nha. Thì em biết rằng sinh học là một cái môn khoa học ứng dụng rất nhiều vào trong đời sống thực tế của mình. Thì nói với em là nếu như các em mà học tốt được cái chương trình sinh học lớp 8 này, nó con người, thì các em có khả năng nhận biết được một số chứng bệnh cơ bản ở trong cơ thể người chúng ta. Ví dụ bệnh cúm này, bệnh người chúng ta giải thích được luôn á, bệnh tiểu đường này, bệnh tiểu đường thì chúng ta được học và chúng ta biết là gì, rối loạn ở cái đảo tụy nó, glucosa, glycogen ở trong gan và cơ biến đổi thì nó sẽ lớn hơn 0,12% này em, cái lượng đường á, đường huyết ở trong máu. Thì các em học qua là chúng ta sẽ biết thôi, thì thế nào chúng ta sẽ giải thích được một số chứng bệnh này. Chúng ta có thể không phải là nói ở nhà tự khám bệnh mà tự chữa bệnh đâu, mà chúng ta biết được, chúng ta từ đó chúng ta sẽ có cái hướng, đó chính là rèn luyện cơ thể một cách khoa học để mà có sức khỏe tốt hơn, ăn uống khoa học, điều độ, ngủ nghỉ, làm việc các kiểu, có đúng nào? Đấy. Thì để học tốt cái môn sinh học thì chúng ta cần này,
học bài. Tại vì nó lý thuyết không à, thì chúng ta phải học bài cũ, học bài cũ xem trước bài mới, đúng không? Xem trước bài mới đó, em hiểu nào? Em phải tiến hành giải thích các cái hiện tượng, các cái căn bệnh, ví dụ thế, căn bệnh vì sao như vậy. Ví dụ như người ta đặt ra câu hỏi là tại sao phải thu hoạch đỗ đen trước khi mà nó chín khô. Tại vì nếu các em không thu hoạch thì sao, nó là dạng cái vỏ của nó là khô nể, thì khi mà chín khô thì nó sẽ nể, nứt nẻ ra, thì cái hạt nó sẽ rơi xuống đất, thì khi đó năng suất nó sẽ rất là kém, ví dụ thế. Hoặc là giải thích về cái bệnh tiểu đường, hoặc là giải thích về bệnh HIV, hoặc là một số cái biện pháp tránh thai, vân vân, cơ sở khoa học. Dù địa con sinh con trai con gái là do người đàn ông hay là người phụ nữ quyết định, thì người ta được học thì đó chính là do người gì, đó chính là người nam quyết định. Tại vì người nam cho là hai loại tinh trùng X và Y, nữ chỉ cho một loại trứng X thôi. Như vậy thì cái việc sinh con trai con gái là do người người nam quyết định, các em hiểu chưa nào? Ví dụ đó, thầy đơn cử một số cái như thế, các em hiểu chưa nào? Đấy, chúng ta học bài cũ này, xem trước bài mới này, giải thích các hiện tượng căn bệnh thực tế, vân vân. Chúng ta phải ham học hỏi, ha, tìm tòi, hứng thú này, ha, với cái bộ môn sinh học. Em hiểu chưa nào? Ok, đấy, hiểu chưa nào? Ta cần phải ham học hỏi này, tìm tòi hứng thú với bộ môn sinh học, ha. Chúng ta phải làm bài tập, làm bài tập nha. Đối đây là đối với phần lý thuyết này, lý thuyết em hiểu nè. Ta cần phải xem băng hình này, thích khám phá du lịch này, thích khám phá các hiện tượng này, các cái căn bệnh hiểm nghèo của con người này, của động vật này, về thực vật. Thì ở trong cái chương trình này thì chúng ta ví dụ ở lớp 6 thì chúng ta học về ví dụ cơ quan sinh dưỡng rễ thân lá, hoặc là cơ quan sinh sản hoa quả hạt, ha. Các nhóm thực vật, ví dụ như chúng ta thấy là đầu tiên là chúng ta được học về gì, các loại tảo này, tới rêu, rồi tới quýt, đúng không nào, rồi tới thực vật hạt gì, hạt trần, tới hạt kín, vân vân. Đây là cái người ta sắp xếp từ thấp cho tới cao, có đúng không nào? Động vật cũng vậy, chúng ta học về động vật nguyên sinh, rồi tới gì, động vật nguyên sinh, rồi tới động vật gì, các em, nghĩa là không xương và có xương. Chúng ta phải hiểu như vậy, trong cái động vật này chúng ta nó chia thành hai nhánh là không xương và có xương. Thì trong không xương ấy thì chúng ta được học là về gì, động vật nguyên sinh này, rồi tới ruột khoang, rồi tới thân mềm, rồi tới các ngành dung, rồi tới ngành chân khớp, đúng không? Đấy, ví dụ châu chấu chẳng hạn. Tiếp theo là về có xương thì chúng ta được học về từ lớp cá cho tới lớp thú, cá rồi tới lưỡng cư, tới bò sát, đúng không? Tới như nữa nè, lâu thì quên, bò sát, rồi tới lớp chim, rồi tới lớp thú, đúng không? Còn về con người thì chúng ta sẽ học từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Ví dụ chúng ta học các cơ quan, ví dụ như là da, các tuyến tiêu hóa, ví dụ như là tuyến tiêu hóa này, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ thần kinh, đúng không nào? Các cái tuyến nội tiết, ví dụ như tuyến tụy, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, vân vân. Giải thích được các căn bệnh, không, giải thích được các hiện tượng mà về cơ sở khoa học, ví dụ như cơ sở khoa học về tránh thai, chúng ta sử dụng ba con sói hay là ba con sâu hay là gì gì đó. Ok, em thử tìm hiểu nha. Còn về cái chương trình lớp 9 á, thầy muốn nói chỗ chương trình lớp 9 một xíu về phần bài tập á. Bài tập thì thầy nói em lên chương trình lớp 9 này nó rất là nhiều, ví dụ như là về lai lai về một cặp tính trạng, hai cặp tính trạng, hoặc là về ADN, không, RN đó, hoặc là về giảm phân, hoặc là về nhiễm sắc thể, vân vân. Còn đây là lớp 9 này. Còn về 12 chúng ta được học về hoán vị gen, hoán vị gen này, liên kết gen, rất là nhiều em, vân vân, cực kỳ nhiều. Nhưng mà nó cái thằng 12 này nó sẽ dựa trên cơ sở của bài tập lớp 9 này rất là nhiều, công thức rất nhiều em nha. Ví dụ công thức tính số vòng xoắn của ADN, hoặc là tính chiều dài của ADN,
vân vân, hoặc là các cái nguyên tắc bổ sung ví dụ như A, T, G, X. Ví dụ anh đây là hai liên kết hydro và anh đây là ba liên kết hydro này, vân vân. Chúng ta được học và chúng ta sẽ nắm được. Cái cơ bản là cái môn sinh đó, là thầy nhắc lại các em là chúng ta phải siêng đọc bài mới này, học bài cũ này, phát biểu này, tìm tòi này. Còn về phần bài tập thì phải cố gắng nhớ công thức, phải ghi chép đầy đủ, nhớ công thức và vận dụng để làm bài tập. Người ta cho cái gì và yêu cầu cái gì làm nha. Thì hiện tại thầy cái môn sinh thì chỉ có cái phần chuyên đề hóa, chuyên đề bồi dưỡng sinh học lớp 9 thôi em. Sinh học lớp 9 là có thể chúng ta đăng ký để chúng ta có thể nắm được tất tất tần tật tuốt tuần tuột các công thức. Khi chúng ta đăng ký lớp 9 thì chúng ta có thể vận dụng của lớp 12 luôn. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 em nha. Lớp 9 môn sinh nha các em nha. Liên hệ em thầy 0348610656 được chưa? Để mà alo trực tiếp và nói chuyện với thầy và đăng ký chỉ có 200.000 200k thôi em, 200k trên một năm luôn. Được chưa nào? Rất là rẻ. Cái lượng kiến thức của thầy và cô trên kênh của thầy thì các em thấy rất là nhiều. Ok, đã giúp các em cực kỳ nhiều rồi ha. Thì cuối cùng thì video này thì thầy cũng chúc cho các em học tốt, học giỏi, đi chơi hè không quên nhiệm vụ, đó chính là chúng ta phải học trước nha. Nhưng môn sinh này thì chúng ta nên đọc trước thôi. Nó không, thầy nghĩ là nó cũng không có logic và không quan trọng bằng ví dụ toán lý hóa được. Môn sinh tạo kiến thức nó rời, nhưng mà vào năm học thì các em phải nên đọc trước, học bài cũ thuộc lòng và giải thích được các cái hiện tượng này nọ nha. Ok, bye bye các em nha, chúc em học tốt rồi.